sau khi mà Thagaco xây dựng xong cái Thagaco của hóa và quy mô lên 7.000 lao động thì Thagaco sẽ tổ chức một cái lễ kỷ niệm 5 năm nó khai trương. Vậy thì ngày hôm nay thì chúc tất thể tập thể cán bộ công ty Thagaco nhiều sức khỏe, thành công và chúc thật cho công ty Thagaco ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.